Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày hôm nay tại khu vực tầng thượng khách sạn Capital Garden, địa chỉ số 4, phố Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội, bất ngờ xảy ra đám cháy lớn. Trong ít phút, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Tại hiện trường vụ cháy cho thấy khói bốc lên từ tầng cao nhất của khách sạn 5 tầng. Theo thông tin, đây là khách sạn đang trong quá trình hoàn thiện mới đi vào hoạt động. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 3 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt để chữa cháy. Theo vị chỉ huy, thời điểm xảy ra cháy, có một nhóm công nhân đang sửa chữa tại tầng thượng của tòa nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vị chỉ huy nói, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử cán bộ cùng xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.